Hello anh em, nay phép review mấy cái nail kim anh em ơi. Nail kim anh em gọi là nail kim, anh em gọi là nail cơ hay là nail bình xăng vậy là cũng là nó nha anh em. Để gặp của ít luôn nè em ha. Ở đây có 5 chiếc. Giá phép có ghi trên cảng hết nha nè. Để tí nữa phép gọi giá cho em coi chi tiết xe luôn. Còn anh em muốn tìm hiểu thêm thì alo cho anh Sang Trường ha. Mấy xe này hôm gài để hoài ở đằng này em không có thời gian mà làm giá được anh em. Rồi cái này thua ông khách là 19 triệu. Xe này thì có dọn rồi nha anh em ơi, xe này có dọn hết rồi. Xe này sườn đen hả, 209. Xe gấp 209 nè, màu xanh đen, giá 19.5. Giờ đi từng chiếc đi, biển ổng cũng ra tên chính chủ luôn rồi nha anh em. Dọn hết đây, ổng thay phuộc mà gít mà giết gì đó, ổng làm nghiêm túc hết, cầm dành những bắt mới hết luôn nha anh em, bắt dành Gucci đàng hoàng luôn. Để lâu quá lâu. Cái xe này 19 triệu đây em ơi. Rồi cái này 19 triệu ha. Trường ơi, coi chỉnh cái ganti chỉnh xăng nó lại cho nó ngọt, cho nó nóng nổ nóng nóng hồi đi. Rồi cái này 22 anh em. Cái này thì đùm. Con này 209. 210 chứ, 210. Xe này máy chưa rớt cái nè. Thấy không? Đang nắng em phải gọi cho nó rõ ha. Máy chưa rớt. Bạc sơn nó này nó cũng còn nè. Cái này 2010 thì 2010. 2010 cái này là nếu mà vậy là cái gon nó con vàng nha anh em. Dính qua 2010 con vàng. Chỉnh ganti lên chút. Con này giá 22 triệu nha anh em. Bao cả hồ sơ cho anh em luôn ha. Biển số 4567 gì đây. Vậy tự sắp vô. Ồ con này hư bình rồi. Nên mua cái bình gắn vô nha anh em. Con này máy ấm đấy. Ồ con này máy ấm quá nè. Áo nó keo nó lọc ra còn bận nè. Rồi con neo 2010 này 22 triệu nha nè. Cái đó Trường đang chỉnh cho tiền xả thằng Dư ra. Xả thằng Dư ra kìa. Xả thằng Dư ra miếng đi, cho nó ra chút đi.
để lâu quá mà. Rồi 2010 máy đang nổ, thấy giật giật nè. Máy em ru luôn nha em ha. Vỏ bọng đồ cũng mới toanh luôn nè. 2010 đây. 22 triệu anh em ha. Rồi, tiếp đến cái này. Này 19 năm hả? 19 năm. Này cũng nắng đùm nha anh em. Máy đi năm á, này 206 à, mới đi cái tem ở gấp là thường thường 206 rồi nè, mới đi xe này mới đi, xe này coi xăng nào phép cũng chưa thấy mở thôi nè, thấy không? Máy còn nguyên luôn nha em ha. Về mở ngốc thôi bác. Rồi máy im ru cho anh em nghe máy đây. Anh em thêm chi tiết hình ảnh gì đó liên hệ với trường sang nha anh em. Tại xe cái số lượng nó nhiều quá rồi phải không có kiểm soát nổi. Cắt vô đi nè, sợn cho nó dãy đi, đậu cho nó chung dãy đi. Rồi tiếp tục, tiếp tục cái này full X, full X ở đây bớt 500 nha, còn 18 full X này còn 18 triệu full X này bớt lấy như nồi của làm anh em, giờ có miếng gỗ dư miếng nữa không nè, có ha, làm nồi rồi ha, còn đầu không biết rút chưa nữa đây. Này 200 mấy đây, 208. Cái này đầu nồi có làm rồi anh em ơi, 18 triệu full X cũng dễ xài mà, hiện giờ máy nó ngon rồi, máy ngon giấy tờ đầy đủ, đi tương lai cửa hàng đi thôi, máy ấm lắm nha anh em, bô nột 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 luôn nha. Cái nào làm rồi thì nói làm rồi, anh em thì được thì mua, tại vì tầm mười mấy triệu thì không có đòi hỏi nhiều được anh em ơi. Nè Trường thôi, coi bắt cái già lại nè Trường. Xiết ấp lại thôi. Nè nó lỏng rồi nó thấy không nè. Xiết vô cũng lại ha. Máy ru anh em ha. Nè xiết ấp lại nè cưng. Xiết ấp chỗ cái đùi về trước nè. Cái lồng đền kim đàng hoàng. Nó lỏng len ốc rồi đó. Nó đẩy tới nổ gì luôn nè, quá trời xe luôn. Đem ra bán mấy cái lóc cốc len can này bớt. Nó nhiều khi mình tập trung mấy cái xe đắt tiền không thì sợ anh em không có, anh em mà nghèo anh em thu nhập thấp thì cái đồ người ta không có khả năng người ta chơi. Nè mua mấy cái này về rồi bỏ lậm thộm tùm lum hết trơn nè. Cái này cái gì nữa đây? Một đại nhẹ nổ nữa. Cái này 207. 207 mình sườn đen. Ồ giá 17 triệu anh em ha. Giá tốt đấy. Giá tốt đấy. Rồi đầu rớt chưa không biết luôn. Rớt rồi anh em ơi. Đang xem là 207 thì nó còn con xanh mà em thấy cái chân nồng nó ron vàng rồi anh em. Phải không ta? Giờ không có rõ được. Nói chung cái này là giá gất đầu anh em ơi. Nè, giá gất đầu rồi. Đó, hiện tại thì máy im thôi, anh em về đi thôi. Nè. Thắng đẻ đó ha, máy em ru rồi. 17 triệu. Rồi đó anh em coi đó thế nào đó điện cho thằng Trường đi. Rồi cái gì cứ bớt hết đỉnh cho anh em coi. Trường chúng nó chụp hình mấy cái xe lại, chụp biển số lại. Có gì đó, tối anh em ta điện inbox anh em ta.
chụp chiếc nào đó giá trên cảng anh có ghi đó. Bớt thì lên xuống đỉnh bán bớt cho rồi hết đi. Tết nhất tới nhà chặt quá trời. Nè ghi chờ bá cho điên luôn nè, 17 nè. Đó, thấy không? Này 18 nè. Này 195 triệu nè. Mấy cái. Rớt xuống còn 19 năm. Cái này máy còn đang nổ luôn. 22 nè. Đó. Ghi vậy đi cho nó dễ nhớ. 195 nè. Phải phát rớt xuống. Rồi bỏ cái này luôn. Còn 19 triệu. Còn 19 triệu nè ha. Vậy anh em mà vừa xài vừa là chỉnh chu này kia rồi vô là nó ngon hơn. Tại vì ở đây thì anh em biết rồi. Xe quá trời luôn, không có kiểm soát hết nổi nữa. Quá xe luôn rồi. Rồi, ok anh em coi xe nào nữa. Cần thêm hình ảnh hay là chi tiết gì đó anh em điện cho Trường sang nha anh em. Số của Trường là 0961374375. Số của con Sang là 0325553330. Với mấy cái dòng xe này thì anh em về xài thoải mái ha. Ví dụ anh em có muốn đổi trả để gửi gì thì cứ gửi về cửa hàng nha anh em. Bao anh em quay đầu đổi xe khác tại cửa hàng. Phí lỗ thì trừ giấy tờ này kia đồ ra, giấy tờ anh em sang anh em xài chứ phép không có xài. Thành ra không có tính bằng đó thì cứ lỗ 10 đến 15% tùy theo hiện trạng xe với tùy theo cái thời điểm anh em ha. Rồi, phép xin chào anh em. Cảm ơn đã xem video. Xin chào anh em.